Cơ sở đồ gỗ cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ chiều thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020. Thì hiện tại để trước mắt quý vị đang theo dõi trên màn hình nên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một chiếc tủ bày đồ cũ tái chất liệu bằng gỗ vụ ta Quảng Bình. Và chiếc tủ này thì đã được cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp, xi sát, đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Thì quý vị nào mà có nhu cầu muốn sở hữu một trong những chiếc tủ bày đồ bản VIP chất liệu bằng gỗ vụ ta Quảng Bình như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông số điện thoại là 0985 230888 hoặc có thể về tại cái địa chỉ ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Thì chiếc tủ bày đồ này là kích thước là chiều ngang là 1m70 và nhân chiều sâu là 45 và chiều cao là 2m05 thưa quý vị. Đó thì chiếc tủ này chúng tôi vừa cho anh em thợ là hoàn thiện xong rất là kỹ rồi và hiện tại đang đặt tại nhà thợ vừa hoàn thiện xong thì chúng tôi cho lên luôn video clip để cho quý vị nào mà thực sự có nhu cầu muốn sở hữu một trong những chiếc tủ bày đồ như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Và tủ này là tủ bày đồ liền thưa quý vị, tủ liền dưới thì là được đục tích là tứ quý là tùng cúc trúc mai thưa quý vị, và dưới là bệ triện chân quỳ, trên thì là các cái ô mình bày đồ, cửa kính mình bày đồ đó, trên thì chặt này đục nảy lên chạy rích rắc đó, hàng rất kỹ luôn, hàng siêu kỹ luôn. Và kích thước là 1m70, cao là 2m05 và sâu là 45 phân thưa quý vị. Và chiếc tủ này chúng tôi làm rất là kỹ đó, rất là kỹ, thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết cho quý vị cùng xem. Đây dưới bệ đây thưa quý vị, bệ này là bệ đục chân quỳ, đục bệ triện y xì như bệ tủ chè luôn thưa quý vị, rất kỹ luôn đó, các cái đường triện ra rất đẹp đó, cực đẹp luôn. Và chân kia cũng là chân quỳ, và lên trên cánh này là cánh đục tứ quý bốn mùa son hạ thu đông tùng cúc trúc mai. Và đây bên này đây thưa quý vị, cánh này là đục cành tùng, những cây tùng và những con cò, con hạc đó, tùng hạc. Ngoài này thì chạy đục triện rất đẹp đó. Và sang bên này, hai cánh ở bên này là đục là một cành cúc đây, những cây hoa cúc, những cây hoa cúc, những chú bướm đục lẻ lên theo lối cổ và cũng là chạy triện. Còn bên này thì là cành trúc tùng cúc trúc mai đó, đây cành trúc đây. Gỗ thì lành lặn lục lạc đến một đến 99% luôn, không phải nói quá một chút thì đến 100%, là không nỗi tích gì cả. Đó, hàng còn zin nguyên bản. Và bên này là cảnh mai. Đó, cảnh mai. Và bản lề đồng chúng tôi bắt bản lề đồng mới rất là đẹp luôn, đúng theo lối cổ. Và trên này là ngăn kéo quả dừa thưa quý vị. Trên này ngăn kéo quả dừa. Hàng rất dày, ngăn kéo quả dừa. Và bên này cũng như vậy, ngăn kéo quả dừa. Gỗ quá lành luôn. Và chúng ta sẽ đi vào một chút ở bên trong. Đây bên trong này thưa quý vị. Gỗ lành đẹp. Ánh sáng nó hơi tối một chút, đâm ra là quay nó hơi mờ, quý vị sức thông cảm. Và trong các cái đốc này với các cái hậu này cũng có là thanh xà làm rất là kỹ luôn. Đó, và gỗ thì lành chăm chắm luôn. Tủ này mà để trưng bày gian phòng khách thì tuyệt vời. Thưa quý vị, nó đây mặt sau đây. Đấy, tôi quay cho quý vị xem này, lành tuyệt đối. Đó. Và bên này cũng như vậy. Sạch sẽ. Chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ rồi. Và ở bên này. Và ván cánh này dày là 1/8 thưa quý vị, 1/8 rất dày nhá thưa quý vị, ván này dày 1/8, cực dày luôn. Và chúng ta tìm hiểu một chút ở bên cánh bê đồ đây. Đây trong này thì khung này cũng rất là dày, khung này dày 3/5 thưa quý vị, 3/5 đó. Và trong này đây, từ các cái ván sau khung gỗ rất là đẹp đó. Và đây quý vị có thể trưng bày đồ, các cái bình sứ lọ hoa giả hoặc là những cái ấm chén gì đó để trưng bày cũng vậy. Và vào trong ô bên này, tôi quay chi tiết tất cả đằng trong cho quý vị. Này khung này rất dày và sạch sẽ. Hàng còn zin nguyên bản đến 99% thưa quý vị. Đó, và đây mặt hậu gỗ sau cũng không một tí vết nào luôn. Đó. Rất dày. Ta sẽ đi sang một chút ở bên này. Tôi quay cả trên lóc cho quý vị xem. Các mặt sau đây, mặt sau khung này. Hàng không cong vênh gì cả. Tất cả các cánh này zin đét luôn. Và trên này được đục các cái đường triện và soi đường phào trên này rất đẹp và thanh thoát. Nó không bị rối mắt thưa quý vị. Đó.
Còn đây là bên đốc. Đốc bên này đây. Cũng lành lục lõi luôn. Còn bên kia thì quý biết sức thông cảm nó bị mắc ngay tường. Tôi không tiện kê ra, nó cũng y xì cho bên kia thôi. Và đây tôi quay lại tổng thể một lượt để cho quý vị nào mà thực sự có nhu cầu và muốn sở hữu một trong những chiếc tủ bày đồ bản VIP như thế này thì có thể liên hệ cho chúng tôi ngay để được sở hữu. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh và nhớ bật chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.